chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì khối khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục dồn thêm xuống phía Nam. Tính chất lạnh và khô khiến mưa chấm dứt hoàn toàn ở khu vực Bắc Bộ. Nhưng thay vào đó lại là sự giảm sâu của trường nhiệt độ, rét đậm rét hại đã xuất hiện. Sáng sớm nay thì nhiệt độ tiếp tục giảm thêm, phổ biến chỉ còn từ 10 đến 12 độ. Và một số nơi ở vùng núi nhiệt độ đã xuống dưới 5 độ như là ở Pha Đin ở Điện Biên là 4,8 độ, ở Sapa Lào Cai là 3,7 độ, ở Ngân Sơn Bắc Cạn là 4,4 độ và Trùng Khánh Cao Bằng là 2,8 độ. Không khí lạnh cũng đã tiếp tục gây ra mưa rào và dông mạnh cho toàn khu vực các tỉnh từ Nghệ An cho đến Phú Yên. Lượng mưa ngày hôm qua phổ biến từ 30 đến 50mm và nhiều điểm có xuất hiện mưa vừa mưa to như là Đông Hà 90mm, Huế 99mm. Sáng nay thì mưa tiếp tục xảy ra đều đặn từ Quảng Bình cho tới Khánh Hòa và chưa có dấu hiệu suy yếu. Tại các tỉnh thành phía Nam thì mưa rào cũng xuất hiện rải rác tại các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cũng xảy ra mưa rào ở vùng ven biển. Hiện nay thì Bắc Bộ hiện đang nằm trọn trong sự khống chế của không khí lạnh có cường độ mạnh. Do đó trong hôm nay và ngày mai thì trời tiếp tục là ít mưa nhưng còn rét sâu, rét đậm rét hại vẫn xảy ra ở vùng núi. Với khu vực đồng bằng Trung Du thì cũng xảy ra rét đậm, tuy nhiên chỉ còn ở vài nơi. Tuy nhiên bắt đầu từ đêm ngày mai, khi không khí lạnh biến tính và độ ẩm tăng lên nhanh chóng, kết hợp với dòng xiết ở mực 5.000m gây ra mưa nhỏ cho miền Bắc. Mưa sẽ làm tăng cái cảm giác rét buốt ở vùng núi vẫn còn xảy ra rét đậm. Bà con cần chuẩn bị những biện pháp ủ ấm cho cây trồng vật nuôi. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 2 ngày tới thì do chịu ảnh hưởng khuếch tán của khối không khí lạnh nên toàn khu vực cũng ít mưa, trời rét sâu tại các tỉnh Tây Nguyên và se lạnh tại các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ. Với nhiệt độ vào sáng sớm tại các tỉnh như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh có thể giảm xuống từ 19 đến 21 độ. Như vậy các tỉnh miền Nam có thể đón Giáng sinh trong tiết trời khá lý tưởng. Trong khi đó thì tại Trung Bộ, nhiệt độ sẽ có dấu hiệu tăng chậm dần, tuy nhiên rét đậm vẫn còn xảy ra vài nơi ở khu vực Bắc Trung Bộ. Mưa tiếp tục kéo dài trong hôm nay và ngày mai nhưng cũng sẽ giảm dần về cường độ và chỉ còn xuất hiện nhiều ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Phú Yên với lượng cũng chỉ từ 5 đến 10mm. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ thì có khả năng chịu ảnh hưởng của dòng xiết nói trên, do vậy mưa có thể còn kéo dài tới ngày 27. Sau đây là dự báo cho từng khu vực trong 3 ngày tới. Khu vực phía Tây Bắc Bộ thì vào ngày 25 trời ít mưa, trưa chiều hưởng nắng nên nhiệt độ tăng dần từ 2 đến 3 độ, trời rét có nơi rét đậm. Còn ngày 26 và ngày 27 trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, độ ẩm tăng, trời rét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày mai thì ít mưa nên nhiệt độ tăng dần từ 1 cho đến 2 độ, trời rét có nơi rét đậm, rét hại. Hai ngày sau thì trời còn có nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, độ ẩm tăng, trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế vào ngày 25 thì trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông nên nhiệt độ ít biến đổi, trời chuyển rét trên toàn khu vực, ở phía Bắc có nơi có rét đậm. Còn vào ngày 26 và ngày 27, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét tại các tỉnh phía Bắc. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vào ngày 25, trời nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Khu vực phía Bắc thì còn có nơi xuất hiện mưa vừa, đêm và sáng trời rét. Còn vào ngày 26 và ngày 27 thì trời nhiều mây, mưa giảm dần nên nhiệt độ cũng tăng chậm. Khu vực Tây Nguyên những ngày tới thì trời vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng. Vào ngày 25 thì trên toàn khu vực trời rét vào đêm và sáng. Khu vực Nam Bộ 3 ngày tới thời tiết có mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhẹ nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm hơn trong ngày 25. Các tỉnh miền Đông trời se lạnh về đêm và sáng. Ở vùng ven biển từ Bà Rịa Vũng Tàu tới Cà Mau, lưu ý là còn xảy ra mưa rào và dông trong ngày hôm nay, ngày mai. Khu vực Biển Đông trong ngày hôm nay thì khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa vẫn tiếp tục duy trì đới gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Trong khi đó thì khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc duy trì mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Từ ngày 26 thì gió mạnh có xu hướng giảm dần trên các vùng biển. Như vậy là trong 2 ngày tới thì tại Bắc Bộ trời còn ít mưa, có lúc còn hửng nắng nhẹ, trời tiếp tục rét đậm tuy nhiên với cường độ bớt gay gắt. Từ đêm ngày 25 thì mưa xuất hiện trở lại trên toàn miền Bắc và kéo dài tới ngày 27, trời vẫn còn rét, vùng núi có nơi còn rét đậm. Mưa ở miền Trung tiếp tục duy trì trong 2 ngày tới nhưng sẽ giảm dần về diện và lượng nên nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ thì mưa còn duy trì đến ngày 27. Tây Nguyên trời rét sâu vào đêm và sáng, trong khi đó thì miền Đông Nam Bộ có cảm giác se lạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!